Xin chào tất cả các bác nhé. Thưa các bác, ngày hôm nay thì các bác có thể thấy trên màn hình là mưa lũ rất là to. Như hôm qua cháu nói là nếu như mà tiếp tục mưa này thì cái trận lụt ở Hà Giang còn căng thẳng hơn của đợt trước nữa. Mưa rất to này các bác ạ. Ở thượng nguồn đổ về nước còn đập kiểu dạng như là lũ bom đây này. Đó, nhìn thấy cái đoạn đây. Đấy, nước nó va vào các cái thành đá và bắn lên khói lổ như bom. Đấy, đấy, kinh khủng không? Đấy, và đây là dòng nước cuốn này, kinh khủng. Mưa lũ như này thì thực sự các bác là nếu như mà không có cầu hoặc là người dân mà di chuyển thì đúng là phải nói là quá đen cho người dân nếu như mà phải di chuyển qua cái dòng nước như này, hoặc là nhà nào ví dụ như cái nhà ở bên kia nếu như vẫn tiếp tục mưa này, là nhà này ở bên kia thì ngày mai là lũ đã thổi mất luôn, bởi vì nước nó quá nhiều. Đấy, các bác nhìn nước kinh khủng không? Thì nó hoa cả mắt luôn đấy. Bây giờ thì cháu sẽ chuẩn bị lên Mèo Vạc để lên đấy tặng một ngôi nhà cho bà con Mèo Vạc. Và với cái lượng mưa này thì cháu không biết rằng là có lên được không, bởi vì cháu rất sợ là đá rồi đất nó sạt lở. Đoàn của chúng cháu vừa đi qua Hà Giang khoảng 40 km thì bắt đầu vào chốn tiên cảnh nha các bác nhé. Đấy, không nhìn thấy cái gì luôn. Nên với cái trời mưa này đi về là hết sức lưu ý và cẩn thận. Mình đi chỉ không đúng làn cái là nguy cơ sạt lở xảy ra qua và quẹt ngay. Vừa mới cách đây 1 phút thôi, đường vẫn còn rất là thoáng và sáng, mà 1 phút sau đã tối mù rồi. Nhiều mây này. Đấy, đấy, đấy. Anh sự bật đèn khẩn bật, cấp đi. Bật hết các đèn này. Bật đèn nháy đuôi lên để nó tránh cái thằng đi ngược nó lao vào xe. Cứ bật lên đi. Cái thằng xe máy ấy. Bật đèn kia phát hiện ra bật cái gì đấy, ừ. Hết chỗ mù thì tắt xong. Chỗ này là còn lâu mới hết được chỗ mù. Các bạn, tầm nhìn xa bao nhiêu mét đây hậu ơi? Tầm nhìn xa chắc được 4 mét đấy ạ. Từ cái nhà xuống bếp. Không cái gì luôn đấy. Đi là bằng cảm giác mà anh sự phải quen tay, chứ còn người mà chưa đi bao giờ khó lắm. Bởi vì không biết nó rẽ chỗ nào để mà cua. Đây 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 đây. Kinh lắm. Trời đấy. Trời còn mịt nữa anh nhỉ. Dô. Ôi giời. Anh em cháu đã dừng chân nghỉ trưa ở chỗ đây, đây Tráng chỗ Kim, nào? Tráng Kim. Đấy. Đây có cái món gà xào gừng, tao bên nấu canh gừng ngon lắm này. Phải không? Đúng rồi. Bây giờ từ đây lên Mèo Vạc là 2 tiếng rưỡi nữa các bạn. Đấy. Vào bếp xem có gì ăn không nhỉ? Là đây rồi, gà canh gừng. Nhưng mà gà này gà gì, gà ta hay là gà đen hay ở đây? Gà này vẫn là gà ta. Gà ta. Nhưng mà được nuôi ở đây luôn đấy nhỉ. Ừ. Cái này là lòng mè của gà hay là đúng một chút lòng mè gà đúng không? Mè gà nấu canh ớt. À không đủ đây là. Đó, ít ớt là chủ nhá, không là cay tụt lưỡi. Còn có dây chỉ buộc lưỡi mà. À. Thấy thơm lắm rồi. Chồng em muốn lấy chồng ở dưới xuôi không? Giới thiệu bản thân đấy. Em bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 17 tuổi. 17 tuổi. 17 tuổi đi. Em tên là gì? Chồng em tên là gì? Này, cái này có. Em tên là Ly à? À, họ gì? Họ Giang à? Giang thì Ly à? Xinh gái đấy. Em có muốn lấy chồng dưới xuôi không? Các bạn không, không nam mà muốn à? Lấy phụ nữ ở trên đây biết nấu ăn này còn biết kinh doanh thì liên hệ đường dây hotline cho em, có số điện thoại không?
Hả? Không có à? Giới thiệu là họ gì nhỉ? À, Giang Thị Ly. Giang. Tưởng Trắng. Nếu mà muốn liên hệ với em Ly là phải gọi điện qua ống bơ. À, đây rau cải luộc đây phải không? Đường dây ống bơ và gọi. Đây này. Rau cải luộc này. Hả? Rau cải luộc. Rau cải ăn nó hơi hăng hăng đó phải không? Ừ. Ngon lắm. Hơi đắng đắng. À. Cái này chấm mắm gừng. Đúng rồi. Mắm gừng tỏi. Bác chủ nhà này nếu mà không nhầm là họ Tráng. Đây là quả đau răng này. À đây, bánh phở này. Đâu rồi? Bánh phở đấy. Đâu bánh phở đâu? À. Đấy bác chủ nhà này họ Tráng, Tráng bánh phở. Bánh phở Tráng này. Đẳng cấp chưa? Đây tự làm đó hả? Ừ. Đây. Em thử cắn xem nó có ra gì không. À cũng ngon đấy. Dẻo đấy. Được đấy. Ừ. Ok đấy. Thơm, dẻo. Đấy, bây giờ dai luôn. Anh em cháu ăn trưa và sau đó lại tiếp tục di chuyển lên Mèo Vạc. Cháu sẽ tặng một cái ngôi nhà trên đó và đi về. Trời cứ mưa dòng dã suốt, cứ đi theo anh em mình. Và sẽ đi về để làm việc kiếm tiền, mua sữa màu vàng cho em bé Ổn. Em bé Ổn với cả em bé Báo. Trưa này có khi là phải đến ngày mai không tặng đâu. Ừ. Trước khi lên xe, anh em cháu cũng ăn trưa xong rồi, bây giờ trước khi lên xe là phải đi vào mua lương khô, bởi vì là đường đi nó dài, dọc đường mưa gió như thế này đúng không? À, nước có chứ, nước cũng chưa. Tức là anh em mình phải đi tìm sản phẩm ăn để mà nó có tác dụng, anh em ta dừng. Đây là cái gì đấy, bánh nướng à? Bánh nướng à, của ở đâu đấy? Hà Nội. Ừ, em cũng thích ăn bánh nướng lắm. Được, lấy luôn. Có lương khô ở đâu nhỉ? Nhưng mà mình phải tìm lương khô. Đây lương khô chỗ nào gì đấy? Trong ở trong này sao ấy? Lương khô. Đây em đi vào cái hàng khô kia, chắc ở khu kia. Đây bánh nướng này. Ui nhiều thế, phù. Đây đây cái loại lương khô này cơ. Đấy, cái bạc này có khi ngon hơn đấy. Năm cái đây. Cái nào nhiều tiền hơn nhỉ? Chắc là 7.000 rẻ hơn. Cái này 12.000 chắc ngon hơn. 5 cái rồi à? Ừ. Nên lấy cái lên 6 cái. Chưa cái này nữa. Không, cái này thôi, tận mua nhiều nó còn hạn. À đây đây. Để xem đấy. Đây chưa hạn phong này. Xem nào nó là kiểu gì? Chưa, đấy, à đấy, nước khô bay đây. Vẫn là cái đấy đấy. Đúng rồi, nước khô bay đây. Nước khô bay là tuyệt vời đâu cần gì nữa. Nước khô bay mua nhiều nó liên quan đến hạn. Hạn sử dụng. Không, với anh Sự chỉ có 2 hôm thôi. Là không còn hạn. 2 hôm là không còn hạn nữa rồi. Không phải để lâu là dừng xe, để trong xe nó nóng. Nước lọc, nước lọc. Nước lọc ở đâu nhỉ? À, chị có cái gì đậu phộng gì không? Nước lọc ở đây nữa. Mình mua một cái ấy thôi. Đấy, lấy cái number one đấy. Đấy, đúng rồi. Một sách đúng không? Cái đấy là cái một sách không? Không, một sách thôi. Xong mai 12 chai chứ. Bao tiền ạ? 30.000 ạ. À, rẻ nhỉ. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi nhỉ. À cái, có cái đậu phộng nước cốt dừa không nhỉ? À không có rồi. Không có. Kết rồi vâng. Bây giờ mình phải đút nước vào đây họ thử cà phê họ không ăn. Cái này này. Cái đấy nó dính cái đấy á. Bánh vừng nó dính vào răng lại á. Nhưng xe xỉa nó ngại. Bây giờ xem có thạch dừa không nhỉ? Có không? Thạch rau câu. Thạch rau câu. Đây đây, cho xem. Bây giờ là chuyên mua sắm các đồ ăn để cho anh em. Kẹo thạch dài dài. Đây đây đây, trước mặt đây. Đây đi. Ừ. Thạch đấy thì ăn có ra gì không? Thạch của ấy đây. Thạch. Hai gói chắc là ăn thoải mái đấy. Còn không thì đây. Cái này này. Cho dẻo à? Ừ. Đớp luôn. Như này anh em mình có giống em bé quá. Mình chỉ cứ ghê quá. Cứ ăn thôi. Bây giờ đi đường biết đâu được trời mưa thì sao? Bánh đa thì cũng được. Bánh đa trắng dừa nữa à? Ừ. Ui. Còn mua cái gì nữa không? Cháu sẽ biến xe của anh có. Thành cái trung tâm ẩm thực. À, thế còn thiếu cả mì tôm nữa. Đây. Tự nhiên lương khô lại biến thành cà phê. Đấy. Đây hết chỗ này bao tiền rồi. Woo. Dạ. Thanh toán. Dạ. Cái chỗ này là 18 với cái này 12. Cộng với cái này 18 là 36, 2 gói. Cộng với cái kia 20.
194.000. Okay. Thế còn 6.000 đấy lốt cái gì đi? Thôi, em nghĩ là tốt thế đấy. Tại vì là lòng tham mà nổi lên là em mua hết quán đấy. Cho nó chẵn tiền. Cho nó chẵn tiền chứ. Cô đỡ phải giả lại. Hành trình của anh em cháu lại tiếp tục. Đây là con đường đi Mèo Vạc nha. Đường gì anh Sự nhỉ? Đường 8 tỷ. Cán tị à? À đây. Giúp cán tị. Vừa lấy cháu đi qua một cái viên đá lăn từ trên đỉnh núi xuống to bằng ô tô luôn. Thế mới kinh khủng như vậy. Đường này rất hay sạt lở chứ không bác. Mưa ẩm đây. Đây cây cô đơn à? Trước mặt là đã có một viên đá đây rồi. Đấy. Viên này chắc mỗi sạt đây này. Đây xa rất nhiều đất đấy, viên đá to rất nguy hiểm. À, đường này là qua cái cây cô đơn đấy là cây nghiến đúng không anh? Đúng rồi, cây nghiến cô đơn. Cây nghiến đấy độ tầm mấy trăm năm không anh? Nhiều năm lắm rồi. Đấy, cây trước mặt đấy phải không? Đấy, mời các bác ngắm cây nghiến cô đơn. Cây này mà làm thớt thì chắc là cả xã dùng đấy. Cây này mà chẳng cảnh được cái thớt đấy. Được cái thớt đâu, đỡ mặt thớt đấy. Mấy gốc to này làm thớt hơi bị xịn đấy. Vỡ mặt thớt luôn. Đấy, các bác ơi, bây giờ là anh em cháu đã đến Mèo Vạc và bây giờ là liên hoan để lấy sức ngày mai đi lên bản sao tặng một ngôi nhà cho các bác. Đây là món cật lợn đúng không? Tim lợn. Tim cật. Tim cật. Đây là món bồ câu. Đây có món đau răng này. Quả đau răng. Dồi. Món này là anh Sáng đặt riêng đấy. Đấy, tuyệt vời đấy, phải quả đau răng. Cái Sự ăn được món đau răng không? Đây là sườn lợn nha các bạn. Anh ăn ít rồi nhỉ? Ăn mà nhức răng. Nhức răng. Rồi, anh em cháu xin phép dừng video tại đây. Chúc các bác bữa tối ngon miệng nhá. Xin chào các bác. Các bác nhé.